toàn bộ diễn biến vụ tai nạn nghiêm trọng đã được camera an ninh ghi lại được, và sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, clip đã ngay lập tức trở thành chủ đề tranh luận rôm rã trên các diễn đàn về ô tô, giao thông. Cụ thể vào khoảng 13 giờ 30 chiều ngày hôm nay ngày 17 tháng 11, một người đàn ông chạy xe máy trên đường Đai Trâm theo hướng từ cầu Hầu đi Ân Thi Hưng Yên. Khi chạy tới địa bàn thuộc thôn Quan Ngái thì người đàn ông này bỗng nhiên lao ra giữa đường rồi tự ngã, đúng lúc này xe ben chạy hướng ngược chiều chạy tới. Tình huống diễn ra quá bất ngờ khiến tài xế xe ben gần như không kịp xử lý. Hậu quả là người đàn ông cùng xe máy đã bị xe ben cuốn vào gầm. Tại hiện trường, người đàn ông bị cán tử vong, chiếc xe máy bị biến dạng, tài xế xe ben sau đó đã dừng xe cách hiện trường khoảng 50 mét. Người đàn ông tự ngã, văng trúng đầu xe ben. Nguồn, mạng xã hội giao thông.